khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Một sóng bóng chớp thu bé lại vừa bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ đây anh mất anh hồn nhiên khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai cắn ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sóng mong chớp thu bé lại vừa bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ bên dù không nắm tay những đường chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên đến là đến nay. Từ ấy anh mất anh hồn nhiên đến mai. Vì sao anh không thể gặp được em sao?